quay cả lưng gì? Quay biết karate. Cứ thành công bài nào thì báo cáo bài đấy nhá. Bọn mình làm rồi. Tí nữa các em có bây giờ cả năm bạn làm xong rồi có luôn cái toàn bộ cái phần mềm và một cái thư mục đánh cái số thư mục là cái mã số sinh viên và chỉ gạch ra ngang hoặc là tên của mình để thầy về thầy chép lại một lượt. Có cần phải cả mạch nguyên lý ừ, có coi như toàn bộ dự án giống như em nộp đồ án đúng đoàn đây. Thưa thầy và các bạn thì em làm cái module mạch nhúng ạ. Mạch môn hệ thống nhúng thì thì mạch của em có 5 module ạ. Thứ nhất là FCD, thứ hai là rơ le, thứ ba là nút bấm. Tiếp theo đó là bộ nguồn. Bây giờ em test cái mạch test module đầu tiên đó là nút bấm ạ. Là em lập em cài đặt nút bấm là ở cổng B ạ. Cổng B thì em cài đặt mỗi nút bấm là một cái rơ lẹ một cái đèn led. Khi mình nhấn nút bấm thì tín hiệu đèn led sẽ tắt ạ. Chứ không phải sáng. Sáng cũng được ạ. Mình tùy mình lập trình ạ. Đây ạ. Này là mô đun nguồn là có vấn đề không? Chắc là em dùng mình làm nhưng mà đến giờ nó không nhận. Đây. Cái như này nghe có vẻ như là kéo cái đấy xuống mạng nghe vẻ nó không thuyết phục lắm. Vâng. Thì mình điều chỉnh một đèn led. Nhưng mà có chắc là ấn nút bấm thì qua phần mềm tắt hay là em kéo luôn cái đèn led lên? Dạ. À cái này thì kéo. Cái này thì em kéo xuống. Tại vì đây là mình test nút bấm mà. Mình test nút nếu mà em test nút bấm thì em sẽ kéo luôn cái nguồn xuống mát luôn ạ. Tức là kéo luôn nguồn của led xuống mát thế. Vâng. Tức là như này là chưa có lập trình đúng không? Vâng. Đây là mình test nút bấm. Thế thì thầy hiểu rồi. Đấy, nó phải rõ ràng thế. À vâng. Thôi cho chạy luôn đi, bây giờ thì chắc là test được rồi thì test được chưa? Dạ. Cho chạy luôn đi, chạy đi. Chạy đi thầy. Đây là em test nút bấm xong rồi ạ. Chạy đi. Còn làm gì với nút bấm không? Hả? Còn làm gì với nút bấm không? Thế cái nút bấm em chứng minh là nó hoạt động trơn tru ra làm sao? Chứ khi nếu mà là một nút bấm mà kéo một cái led tắt đi thì phải không cần ghi điều khiển, thầy cũng vẫn có thể cho nó tắt đi được. Mạch nó được. À. Hiểu không ạ? Nút nhấn này bấm một phát sáng, bấm một phát tắt. Nó khác lên, nó khác thay thế.